Trong video trước, chúng ta đã mount cái FS server bằng tay. Bây giờ chúng ta mount bằng thư mục file fstab. Chúng ta đã học chương trước thì etfstab là cái file sử dụng để mount các file hệ thống có sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mount bằng các file ở trên hệ thống file trên máy trên mạng. Thì chỉ có người dùng root có quyền thêm các mount point vào thiết lập file này. Và việc chia sẻ sẽ được cung cấp cho tất cả người dùng. Cái file fstab có thể dùng để mount các NFS server cũng như các hệ thống file trên mạng khác như Samba. Để mount NFS server thì chúng ta phải dùng các dòng sau. Dòng server này, share này, mount point NFS sin này, 00. Cũng giống như đấy, nó có cái hàng đây retry gì đó thì giống như này on này. Nhưng mà khi tiến hành mount qua mạng, chúng ta có vài cái thứ cần lưu ý. Thứ nhất, trong cuộc đầu tiên chúng ta cần phải chỉ ra cái server và tên chia sẻ, sử dụng dấu hai chấm sau cái tên của server để xác thực đó là một cái điểm mount của NFS, là cái này đó. Cột thứ hai là cột thư mục mà chúng ta muốn mount nó vào, nó không khác lắm so với cả cái mount thông thường. Cột thứ ba thì ghi là NFS, là kiểu file hệ thống file NFS. Cột thứ tư để chỉ ra các tùy chọn mount và bao gồm cả tùy chọn đồng bộ. Điều này đảm bảo rằng những cái file thay đổi ở trên cái hệ thống file từ xa đó ngay lập tức thay đổi, thế lập tức sẽ được đưa sang file đó và không được ở trong phần buffer của cái máy chúng ta. Để điều này giúp giảm tránh những cái việc sai sót về dữ liệu. Trên những phiên bản cũ của Red Hat thì cột này nên game gồm cả cái chữ gạch net dev nữa, để đảm bảo rằng cái điểm mount này chỉ hoàn tất sau khi cái chỉ được chạy khi mà cái dịch vụ mạng đã tồn tại rồi. Bởi vì bây giờ cái việc xử lý phụ thuộc tốt hơn nên tùy chọn không còn cần thiết nữa. Chúng ta còn là gì đây? Synchronize thôi. Tóm lại trong phiên bản Red Hat 8 thì vẫn phải dùng thằng netdev. Cột thứ 5 là một số 0, nghĩa là không có thiết lập giao lưu thông qua dump. Cột thứ 6 không có số 0, chỉ rằng là không dùng fstab để tiến hành cái hệ thống file này khi booting khởi động vào mà không kiểm tra được. Không kiểm tra gì cả, chỉ cần cứ bút rồi thôi. Còn lên thì không lên thì quan trọng, nó không kiểm tra. Sử dụng đó. Vậy làm thử luôn nhé. Hãy làm thử cái việc thế à. Rồi. Cái là virus ở đâu nhỉ? Không phải ý nhỉ? Sẽ bỏ cái gì nó vào xong sẽ thì mày vào rồi điểm C điểm nhận lại mình là T. Tiếp theo nó sẽ thêm vào là NFS cột 3, cột bool nó sẽ là sim, đồng bộ hóa cột 5 là 0, tức là không có nó không có gì nhỉ,
150 là 0 0 5 mà không backup, không sao lưu. 16 là không có, đã kiểm tra khi khởi động lưu sheet reboot. Hay là mới đấy, ngày xưa nếu mà lỗi cái giọng mạng không lên được. Chơi chứ sao bị treo cứng nhỉ, gõ sai thế nào nhỉ? Đâu này sao? Quá nhỉ.
Rồi, lỗi thế này là vấn đề rồi. Đã, như vào kiểm tra. Bây giờ kiểm tra nào nhỉ? Xem nào. Đấy, hôm trước cũng có những bài hơi lỗi nhỉ? Lỗi mà mau vấn đề trả đầu nhỉ? Bài liên quan đến rằng lỗi này là 123 và rồi nó sẽ vào xử lý thằng đấy là lúc lúc cái đời rồi để lỗi cho thằng này rồi chúng mau khỏi vấn đề frame nó sẽ nếu frame này không lên thì không thấu. Quả shit mình dài. Lỗi rồi. Lại nào. SC thì vào thằng này mình lỗi đắc lỗi fstab là sẽ chạy thằng này. Chuyển qua thằng nào. Lần này sẽ dùng thằng vào hôm qua thằng này đi. Vào qua thằng tôi sẽ bỏ qua thằng bút này nó e có e này rồi đây là cửa chạy thằng ơi rồi để xem nó có vào thằng Edison. Ini sudah bass rồi. Nó chạy cái đó rồi. Ini bass. Bass thôi, mới cứu được không không cứu rồi. Này. Ini là bass nhỉ. Sẽ để sang này. Đó, min bass. Lại nào. SC nó hiện ra cái bút menu này. Rồi. Phần E này.
mà vòi nữa. Spreadsheet. Remount đấy. Rồi sao nhỉ? Không vào được luôn. Chẳng ai review biết à? Review xong thì mệt nhỉ. Đây rồi. Vào rồi, mình sẽ mount treo remount mount treo remount. Phải về kết chéo cách xong bây giờ tự kết cái thằng cf start lỗi gì nào đúng mà sai đâu không sai với cây nhỉ 1968 1986 cũng ngủ mặn rồi gì nữa nào. Không còn gì nữa. Sai gì đâu. Xong lên nhỉ. MNT. Nó có người T đúng rồi gì nữa. FS. Hãy thử cài đã. Hãy tính tiếp nhỉ. V. ATC F stop to quiet. Rồi. Sau khi sửa xong rồi, chúng ta sẽ cần chạy lại chắc nhỉ. Rồi. Xong. Chuyển sang nhà khác chạy thằng C. À nó hơi vào luôn này. Đợi tí.
thử reboot lại xem nào. Rõ ràng cho thằng mà khoai có vấn đề. Chẳng thèm đáp test đối thủ. Dùng xin không không đủ. Em bây giờ xử thế nào anh nhỉ? Ma có vấn đề. Cách này xin được em nào. Rõ ràng mình động bộ hóa bình thường. Ma bình thường cho tạo cái 162 chấm bình thường luôn. Nó có ma ở đây. Tại sao ma không được nhỉ? Để xem Google phát xem lỗi gì nào. Ma NFS Server Redhat 28 này. Mao tay được, tay không trồng. Spot này. Mao my server đúng rồi.
fstab mình. Fstab. Server. À đúng rồi. Đúng không được thì phải có cụ thể. Nó không cho phép mình mount bất kỳ đâu. Phải vào cụ thể rất là có cái thằng mao này không được vào đây. Rồi, mao đúng cái thằng như thằng NS. NFS à. Thử nào. File mnt. À, mà chữ A à đâu này rõ ràng thằng này là pin rồi. Về lỗi của mình là mình chưa làm ngoài đúng không? Chưa reboot rồi. Có rồi. Lỗi là lỗi mao thôi. Mình thiếu cái này đấy. Sao? Nhưng mình tắt server rồi. Tắt server đi. Exit. Mình nhảy đúng vào này xem nó có lên rồi. Treo rồi chán nhỉ, để chết server lại treo luôn.
Máy lên rồi. Lâu thế nhỉ? Liệu này lại lỗi rồi. Là server chết phát nó lại lỗi tiếp không? Đây rồi. Anh tìm lâu quá không thấy. Không màu vậy. Rồi xong. Vậy xong cái phần này.